Mình sẽ thể hiện cho mọi người hết toàn bộ những cái effect trong Premiere Chức năng nó là gì và nó tác động lên cái video của mình như thế nào Rồi ok, xin chào ha Cảm ơn bạn đã trở lại nha Trong những cái effect của Premiere nó có những cái mà bạn sẽ xài nó rất là nhiều, rất là hữu ích cho bạn Có những cái gì nó bình thường lắm Nên là mình sẽ chấm điểm nó trong tập 1 này mình sẽ nói về những cái effect trong cái folder Adjust Rồi, thì cái đầu tiên nó tên là Convolution Kernel Hiệu ứng này nó liên quan tới là nét lên hoặc là nó mờ đi Thì tại vì nó dùng cái kiểu mà processing mà ngày xưa đó cho nên là mình hơi khó hiểu Tuy nhiên Premiere nó có một cái folder cho một search gọi là kênh họ tạo ra sẵn những cái những cái setting thì cơ bản là những cái này là nó giống y chang là cái effect này thôi nhưng mà nó đã chỉnh sẵn setting cho bạn mình bỏ cái emboss vào đi thì bạn thấy ngay lập tức đấy nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng mình xài cái sharpen more thì đây là nó sẽ làm cho cái tịch của mình sharp lên và chấm điểm nó là mình cho một điểm tại vì cái này nó rất là khó để mà hiểu để mà có thể mà sử dụng đối với lại sharpen á hoặc là đối với lại gaussian blur tạo cái blur á trong Premiere nó đều có những cái effect khác và dễ sử dụng hơn dễ hiểu hơn ví dụ như mình bấm vô gaussian blur nè bạn thấy là nó có cái gaussian blur đây mình kéo vô mình tăng lên thì nó mờ phải không hoặc là nếu mà sharpen nó premier nó có một cái effect tên là sharpen luôn thì bạn tăng con số lên nó sharpen cái video của bạn lên rồi cái thứ hai nó là extract bạn kéo một cái extract vào bạn thấy là nó biến cái phú tịch của bạn thành trắng đen gặp những trường hợp mà bạn muốn chuyển cái phú tịch của bạn thành một cái tông trắng đen đó, thì không nên làm kiểu này giờ mình sẽ disable cái effect này mình bấm Shift 8 mà mình qua cái thẻ Lumetri Color Mình vô Creative, mình vô cái lúc Là mình sẽ apply một cái lúc phim Thì trong những cái lúc phim mà có sẵn chỗ Premiere nó có một cái uh, Nó có cái no này nè Đấy, thì uh, đây là cái lút phim dù dụ như bạn muốn chỉnh màu cho nó ra cái tông black and white Thì uh, bạn làm kiểu này Còn cái mà Extract này á Thì bạn thấy á, nó ra nó rất là đậm Khi mà bạn bỏ cái Extract này vào á Là nó sẽ chỉ có đen thiệt đen Trắng thiệt trắng Mục đích của cái này để làm cái gì? mình chuyển đổi cái phút tịch này qua một cái một cái mask á thì tại, tại vì nó biến phuộc tịch của mình qua là hai màu là màu trắng với màu đen rất phù hợp để làm mask cái clip ở trên cùng á là cái clip này nè cái clip cái anh mà kéo cái phần nó áo lên á mình bỏ cái extract vào thì mình thấy là khi mà bỏ vào á thì nó ra trắng đen vậy đúng không rồi cái clip bên dưới á cái clip bên dưới này là cái clip mà hai thanh niên này đua xe thì bây giờ á mình muốn sử dụng cái clip mà mình vừa mới tạo trắng đen á là cái mask thì mình search một cái effect tên là Shark Mask Key cái effect này mình cũng sẽ giải thích luôn nó nằm trong cái bộ key in nhưng mà nó nằm ở phía sau của video này còn cái này mình minh họa nhanh cho mọi người hiểu thôi thì mình bỏ Shark Mask này vô cái clip mà đua xe sau đó trong cái mục mát này nè mình chọn cái tầng của cái video mà trắng đen của cái anh kéo áo á là cái V3 mình chọn cái V3 sau đó mình chọn mát Luma rồi bây giờ á tại vì do mình disable nó mình mở nó lên thì bạn thấy không bạn thấy là nó đã tạo cái mask cho cái video của mình đấy thì những cái phần màu đen này là mọi người nó là trong suốt nó là transparent nếu như bạn đặt một cái clip gì đó bên dưới nữa thì nó ra cái hiệu ứng rất là hay ví dụ như là bây giờ mình sẽ bỏ một clip như thế này bên dưới đấy bạn thấy không thì nó ra cái kết quả như thế này rất là ấn tượng đúng không đó đối với cái extract mình cho nó 3 điểm rồi tiếp theo đó là level Level này là tương tự với lại Photoshop mọi người ơi. Nếu mà bạn mở kèm một cái Lumetri Scope lên á, bạn để mà bạn chỉnh màu bạn sẽ nhìn là như cái shop này đó, màu đen của nó nó không có. Tức là cái phần tối nhất của nó là tới 10 ARI thôi, nó không có màu đen. Thì nó thiếu contrast thì trong trường hợp đó mình có thể là tăng cái con số này lên để cho nó nó dìm cái phần đuôi màu đen xuống mình thấy à. Đúng rồi, mình tăng lên là phải không? Những cái chi tiết ở trong cái nón hay là đôi mắt anh này nó nó đen đúng. Và làm tương tự như vậy đó với lại những cái màu trắng giảm lại để cho nó Uh, đưa cái này lên này. nó gia tăng cái contrast lên thì cái này đó bạn hiểu là nó giống tương tự với là chỉnh màu trong luminizer color không có gì mới ví dụ như là bạn thấy là cái cái chỗ mà black input level của cái kênh đỏ nếu mà mình tăng lên thì nó sẽ cắt màu đỏ ra thì bạn thấy là bây giờ nó ám xanh do là nó cắt hết màu đỏ ra màu đỏ nó nằm sát đây giờ mình thay vì tương tự vậy, phải không mình tắt cái level này đi mình qua cái luminizer color mình cũng làm tương tự nha mình cũng nắm cái màu đỏ này mình kéo xuống nè đó thì nó cũng giống như vậy kết quả cũng giống vậy cho nên là cái level này hầu như là mình không có xài và mình cho nó cũng là một điểm luôn tại vì uh, hoàn toàn có những cái công cụ khác mà chúng ta sẽ dùng thường nhật trong Premiere mà có thể phục vụ được tốt hơn nó rồi tiếp theo đó là lighting effect mình kéo cái lighting effect vào rồi thì bạn thấy là nó tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng trên khung hình ấy thì uh, nó giả lập cái ánh sáng cho bạn trong trường hợp mà bạn quay không có thì uh, bạn nhìn ra uh, cái bên uh, lighting effect này là nó có là light 1, light 2, light 3, light 4, light 5 tức là một cái effect vậy nó có thể add cho bạn được 5 năm cái like và là năm loại đèn khác nhau nha mọi người dụ như là cái đèn góc này á mình mới vừa ép vô á nó là cái spotlight này nè mình có thể chuyển nó thành cái omni omni tức là ánh sáng mà nó sẽ tỏa ra các cái phía nó giống nhau hết Rồi mình sẽ di chuyển nó đây đây mà thấy không cái bóng nó nằm đây nè đó cái này có hữu ích không có à, mình cho nó 3 điểm à, thỉnh thoảng mình cũng có xài mặc dù là không phải tất cả mình đều xài xài trong những trường hợp mà mình sẽ giả lập ánh sáng mặt trời dụ như là mình có thể đặt cái này ở ngay cái vị trí phía xa đường chân trời nè, sau đó mình thay đổi các cái giá trị này nè, để mà mình tìm một cái màu phù hợp, ví dụ như là mình cho nó ám một hơi màu vàng vàng á mọi người, cho nó giống như là mặt trời á, rồi mình xuống đây cái intensity này mình cũng vậy, mình uh, cho nó tăng lên xíu, thì tăng nhiều quá nó sẽ bị cháy nha mọi người. Rồi cái ambient light này là cái là cái ảnh hưởng của cái màu của cái đèn đó lên cái môi trường xung quanh thì mình cũng cho nó màu màu vàng luôn màu vàng của mặt trời luôn đấy bạn thấy là bây giờ nó nó ấm hết nguyên cái shot nhìn nó phù hợp hơn đấy thì cơ bản là như vậy nhưng mà bạn lấy bác thử bạn xem thử bạn sẽ thấy là nó hơi giả tại vì cái camera nó ban nhưng mà cái mặt trời á mặt trời mà mình mới add vô khung hình nó không có ban thì cho nên là bạn có thể đặt keyframe nó thì mình đã làm thử ở bên đây nè mình đặt mình click vô bạn thấy không đấy mình đặt một đây mình hy vọng là mọi người nhìn thấy được hơi nhỏ nhưng mà đây một hai ba bốn mình đặt bốn cái keyframe cho cái giá trị center tức là khi mình click vào cái giá trị center bạn nhìn nè cái đó cái bóng đèn của mình nó chạy đó thì uh, bạn nhìn nè đấy thì nó thật hơn rồi tiếp theo là cái broadcast thì nó có cái brightness thì mọi người dùng cái brightness này, này tăng sáng tối nè bạn thấy không nó khác với lại những cái effect chỉnh sáng tối trong Premiere như thế nào đối với trường hợp mà mọi người dùng Lumetri Color Exposure thì đây là cũng một dạng để chỉnh sáng tối cho hình tuy nhiên khi mọi người chỉnh cái exposure trong cái Lumix CLA mọi người thấy cái gì khác biệt không? Nó scale cái waveform này luôn nữa chứ nó không phải là nó tự tiến tiếng nguyên cục lên xuống giống như là cái Blackcam. Thì như vậy nè mọi người, thí dụ như trong cái shot này á, cái dải sáng tối của mọi người nó 1 2 3 4 5 6. Thí dụ như mình giảm cái này lại 1 stop nè, exposure mình -1 là giảm 1 stop. Bây giờ mọi người đếm lại thử coi, nó là 1 2 3 4 5. Bây giờ nó còn có 5 ngăn rồi đúng không? thì Nom na tức là nó bị thiếu kênh trong cái shot của bạn, cái brightness nó độc lập khỏi cái kênh luôn. bạn nhìn này nha, trong cái broker này nha, bạn thấy không? khi mình tăng giảm á, nguyên cái cục đó nó chạy lên chạy xuống và nó không bị bóp lại hay nó giãn ra. rồi còn cái kênh của broker á, khi bạn giảm kênh của cái broker á, bạn nhìn nè, bạn nhìn cái cái waveform nó bị ảnh hưởng nhưng mà cái uh, vector scope thì không nha, tức là màu sắc nó không bị ảnh hưởng. còn đối với những cái tính năng chỉnh màu như là Lumicular này bạn coi này nha khi mình giảm kinh shot lại bạn thấy không cái vector scope mình nó cũng co lại luôn nó cũng bị thiếu màu đi ngoài ra nó có cái hiệu này rất là hay nè mọi người nó ra cái hiệu ứng mà để bạn thấy không màu nó nhảy liên tục nè đấy bạn có thể sử dụng cái này cho một cái hiệu phép mà màu nó nhảy nhảy giống cái mv á bạn đặt keyframe nó màu nó nhảy như nè đấy thì nó cũng là một cái hiệu ứng rất là hay cái này mình cho nó một điểm thôi mình cho nó hai điểm chứ không tới mức một điểm bản thân mình là mình rất ít xài cái này rồi thì đó là wrap up của phần đầu tiên của video toàn bộ effect Premiere. Phần tiếp theo mình sẽ nói về cái blur and sharpen. Nếu như mọi người thích những cái nội dung mà mình làm mình có thể để lại like, có thể đăng ký để cho mình tạo cái động lực để mình tiếp tục làm. À, hẹn lại bạn ở những video lần sau.